Những thanh niên này đều có tuổi đời rất trẻ, có sức khỏe tốt và đầy nhiệt huyết. Họ là những thanh niên thuộc xã Sơ Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, nơi đã phát hiện các trường hợp nhiễm virus nCoV trong những ngày qua. Trước khi về đơn vị, những thanh niên này đã được kiểm tra sức khỏe và được xác định là không nhiễm virus nCoV. Họ cũng không có tiền sử tiếp xúc với những người đã mắc bệnh. Tuy nhiên, sư đoàn 304 đã thực hiện các quy trình, biện pháp y tế cần thiết trước khi họ được tiếp nhận vào đơn vị. Địa phương phải khám, kiểm tra thân nhiệt là thật kỹ càng. Sau khi buổi sáng chúng tôi tiếp nhận chiến sĩ thì các cái trường hợp chiến sĩ mới nằm trong vùng dịch, quân y đơn vị tiếp tục kiểm tra đo thân nhiệt và khám lại. Cùng với thực hiện các bước khám lâm sàng, kiểm tra sức khỏe, tiền sử bệnh của từng chiến sĩ mới, Trung đoàn 9, Sư đoàn 304 còn tổ chức quán triệt tới từng cán bộ chiến sĩ về ý thức, quy trình, công tác phòng dịch. Riêng với số chiến sĩ mới thuộc các xã vùng dịch, đơn vị bố trí sắp xếp khu vực riêng để chủ động quản lý và theo dõi đặc biệt. Bên cạnh đó, Sư đoàn 304 đã triển khai đồng bộ cho các đơn vị chuẩn bị khu vực cách ly riêng của sư đoàn tại hai tiểu đoàn trực thuộc phòng trường hợp phát hiện bệnh nhân. Nếu mà phát hiện trường hợp nào mà nghi ngờ là chuyển về đơn vị chúng tôi để chúng tôi tiếp nhận và có tổ quân y theo dõi trong vòng 14 ngày. Nếu mà không xảy ra trường hợp gì nữa, chúng tôi lại có nhiệm vụ bàn giao lại cho các đơn vị dưới trung đoàn để huấn luyện tân binh theo kế hoạch. Đối với chiến sĩ mới về đơn vị công tác thì chúng tôi đã làm tốt cái công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch cũng như là trong quá trình sinh hoạt, ăn ở, làm tốt cái công tác sát trùng, sát khuẩn. Năm nay, Sư đoàn 304 tiếp nhận 504 chiến sĩ mới thuộc các huyện của các tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó có 31 chiến sĩ đến từ huyện Bình Xuyên và Tam Đảo, nơi đã phát hiện dịch bệnh. Mặc dù đã làm tốt công tác chuẩn bị, song trước mối lây lan nguy hiểm của dịch nCoV, lãnh đạo, chỉ huy sư đoàn, trực tiếp là quân y các đơn vị vẫn tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp để phòng dịch. Trong số chiến sĩ mới vào thì chưa phát hiện gì, thế thì chúng tôi vẫn tiếp tục triển khai cho theo dõi. Thời gian của bộ hay là của quân y cũng như ngành dọc quân y thông báo là ủ bệnh từ 14 đến 20 ngày chẳng hạn. Cái này nó do điều kiện sức khỏe thì chúng tôi tiếp tục theo dõi để bảo đảm là cách ly tốt nhất nếu có tình huống xảy ra. Còn ngoài ra thì chúng tôi vẫn phải tổ chức thường xuyên cái tổ quân y kiểm tra hàng ngày để bảo đảm nắm được sức khỏe bộ đội. Theo báo cáo của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch nCoV Bộ Quốc phòng, đến nay quân đội vẫn chưa phát hiện trường hợp bị nhiễm nCoV. Đây là kết quả rất đáng phấn khởi, thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm cao và tinh thần chủ động, tích cực phòng ngừa của toàn quân. Mặc dù vậy, hơn lúc nào hết, việc làm tốt công tác quản lý, giám sát sức khỏe chiến sĩ mới, kết hợp với nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, doanh trại sẽ là biện pháp hết sức cần thiết để ngăn ngừa dịch lây lan vào đơn vị quân đội.